Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Sơn Designer. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm này nhé. Đây một mẫu đầm cổ tim, chúng ta có phần nhún trên ngực. Chưa? Cắt rời eo, phía dưới cũng nhún, xòe nhún. Phần tay là tay nhún đỉnh vai. Chưa nhá. Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm ly banh cơ bản. Các bạn có thể sử dụng đầm cơ bản của các bạn nhé. Chúng ta làm về thân trước. Các bạn sẽ lấy cho mình ngang cổ là 10 phân. Từ mép có đôi các bạn lấy ra cho mình 10 phân. Đánh dấu lại trên đường vai này. Sâu cổ thì chúng ta lấy từ sâu cổ cơ bản xuống cho mình bằng với cả phần hạ ngực hoặc là trên hạ ngực 1 đến 2 phân. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ nối hai điểm này lại với nhau. Và chúng ta đánh cong. Đánh cong một chút thôi nhé. Tay nhún thì các bạn sẽ giảm đầu vai vào cho mình 1 phân đến 1 phân rưỡi. Được. Các bạn sẽ cắt tỉa này. Ta xử lý phần cổ. Các bạn sẽ đóng cho mình một cái ly nhỏ 5 ly vào đây. Bạn dán vào. Ta cắt cổ này. Phần sau các bạn sẽ làm tương tự và bạn sẽ giảm phần đầu vai vào 1 phần đến 1 phần rưỡi. Phần trước các bạn giảm bao nhiêu, phần sau các bạn sẽ giảm bấy nhiêu cho mình. Ta cắt bỏ đi. Bạn ráp hai phần vai con lại với nhau. Chưa? Ta lấy được phần ngang cổ thân sau. Sâu cổ đấy các bạn có thể làm cổ tròn hoặc cổ tim hoặc cổ vuông nhá, tùy ý các bạn nhé. Đây ví dụ này, cái này mình sẽ cắt là cổ tim sau. Sau tim ít hoặc tim nhiều các bạn có thể cắt bất kỳ nhé. Được chưa? Và chúng ta sẽ giảm bớt cái đường sống lưng này vào. Đó. Tiếp đến này, chúng ta có một đường cắt từ sâu cổ ra ngoài sườn. Nó sẽ đi qua phần chân ngực của chúng ta một chút. Bạn kẻ cho mình đường chân ngực ở đây. Đó. Ta nối này, cong phần này ra ngoài sườn. Chưa nhỉ? Sau đó này, các bạn sẽ lấy cái bản cắt dưới eo đây nhá, bản đai này, bản to đấy. Từ đây các bạn sẽ lấy xuống cho mình tầm 8 đến 9 phân. Ta kẻ đường ra mép con đôi. Các bạn cắt bỏ phần này ra. Ta có phần ly ở đây nhé. Phần ly này thì các bạn không cần phải vẽ xuống dưới để nữa nhé. Chưa? Chúng ta có thể bỏ qua phần này, các bạn vẽ đến cái đường kẻ này thôi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đóng hai phần này vào. Đóng cái ly này vào. các bạn sẽ dán bù thêm giấy ở phần này cho mình. Ta dán thêm giấy vào đây. Và các bạn cắt phần này ra. Cắt lại cái đường ổ qua chân ngực này. Đó. Đây xong phần đai. Tiếp đến phía bên trên nhún này, các bạn sẽ cắt bỏ ly thân ra cho mình. Ta sẽ chập cái này vào đây. Chưa? Bạn dính vào đây cho mình. Đó. Để chúng ta sửa lại được cái đường này. Các bạn dán thêm giấy vào đây cho mình này. Ta dán đây để sửa lại cái đường cong bổ này thôi nhé. Sau khi bạn sửa xong rồi chúng ta lại cắt rời phần này ra. Đấy. Đó. Bây giờ các bạn có thể bấm cho mình khoảng 2-3 đường bất kỳ ra. Chúng ta đóng phần ly banh này vào. Đóng phần ly banh này vào cho mình này. Chưa? Phần này các bạn sẽ giải tách cái này ra. Chúng ta sẽ lấy cả cái đoạn này. Đây này. Khi mà các bạn đóng vào, nó mở phần này ra thì chúng ta sẽ lấy phần này làm đất nhún nhá. Chưa? Đây này, khoảng nhún ở đây. Nó chỉ nhún ít ít thôi. Không phải là nhún hết cả cái đoạn từ sâu cổ ra ngoài sườn nhá. Nó chỉ có một đoạn thôi. Đây. Thì các bạn có thể giải phần này ra. Giải như này nhá. Dán thêm giấy vào đây. Được chưa? Đây mình sẽ kẻ lại cái đoạn mà mình mở ra đây nhé. Đây, khi các bạn được như này này thì chúng ta có cả cái đoạn này, cả cái đoạn này. Các bạn sẽ cắt phần này ra. Nếu như các bạn muốn nó nhún nhiều hơn thì chúng ta sẽ dán thêm giấy vào đây này. Các bạn đẩy ra ngoài sườn cho mình một chút. Đây là đường sườn cũ đây nhá. Thì bây giờ này, chúng ta sẽ kéo dài nó ra đây, đẩy ra ngoài cho mình một phân. Đó. Rồi chúng ta vẽ lại cái đường cong bổ mạch ở đây. Các bạn kẻ lại này. Chưa? Cả phần này chúng ta sẽ rút lại, rút nhún lại cho nó bằng với cả phần đai phía dưới là được. Đây, các bạn có thể đo này. Con này đang thừa ra. Đó, đang thừa ra khoảng này, tầm khoảng 4 phân, hơn 4 phân. Thì khi mà các bạn may, chúng ta sẽ may rút nhún một khoảng từ đây đến đây. Còn may chỉ thừa, ta rút nhún phần này vào để sao cho nó sẽ bằng với cả phần cái đai bên dưới, thì cái khối ngực của chúng ta sẽ nổi lên, để xem nhỉ. Đó, đó là xong về phần phần trên. Phần phía thân sau này, phía thân sau ở đây, các bạn có thể để hai phần sườn này lại với nhau. Chúng ta cắt một đường phía dưới đây, mình vẽ cái ly này ra nhé. Cái đoạn sườn của thân sau này nó sẽ bằng phần thân trước khi các bạn ráp lại. Các bạn cứ đo phần này hai cái bằng nhau cho mình. Đó, chúng ta không cần phải lấy cái đoạn này nữa nhá, mình đánh dấu ở đây để biết mình đặt tiếp cái này vào thôi. Đó, rồi các bạn cắt rời phần này ra. Nửa trên của thân sau thì các bạn sẽ chiết cái phần ly này vào cho mình, chiết phần ly này vào. Phần thân phía dưới này, phần thân phía dưới các bạn nhìn ở đây nó cũng sẽ là rút nhún vào nhá. Thì từ đường sườn các bạn sẽ cộng thêm ra ngoài cho mình 20 phân nữa. Chúng ta cộng đều 20 phân. Đó, hoặc là 15 đến 20 phân nhé. Đây, giới hạn này 15 đến 20 phân. Các bạn sẽ cộng thêm vào sườn cho mình để chúng ta có cái phần đất rút nhún nó vào. Chưa? Cái phần ly này các bạn không cần phải triệt tiêu đi nữa. Chúng ta sẽ lấy cả phần ly này để làm phần đất nhún luôn. Đó, thì khi các bạn cộng ra ngoài đây, ví dụ đây mình cộng ra ngoài 15 phân chẳng hạn, đều xuống dấu, thì khi các bạn rút vào này, đó, rút vào để may bằng được vào cái phần đai này nhé. Chưa? May bằng phần đai thì tự khắc cái phần dưới gấu này nó sẽ xòe ra. Đó, tất cả thân trước này thì nó sẽ cắt rời ra nhé, cắt rời ra này. Các bạn nhìn này, nó có cái đường may ở giữa đây, cũng có đường may ở giữa đây. Chắp hai cái này vào nhau, chắp hai này vào nhau, sau đó chúng ta đính cái cúc này vào thôi. Chưa? Cả phần thân sau này cũng thế này, các bạn sẽ cộng ra ngoài cho mình, cộng thêm ở ngoài sườn nhá, 15 đến 20 phân. Chúng ta muốn dùng nhiều thì các bạn sẽ cộng nhiều cho mình thôi. Đó, tới phần tay thì tương tự như những bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cắt tay nhún, thì các bạn sẽ dâng phần đầu vai lên cho mình tầm khoảng 4-5 phân, sau đó chúng ta sẽ vẽ lại phần vòng nách vào đây. Và các bạn cắt ra đây sẽ là cho này xem mép có đôi nhé. Đây là vòng cửa tay. Đó, ok chưa nhỉ? Mẫu này khá đơn giản, nhưng mà nó khó chủ yếu là phần chúng ta tạo phần đất nhún ở trên ngực thôi nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.